chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện nay thì có rất là nhiều loại hình nhà ở, thí dụ như là biệt thự, căn hộ chung cư hoặc là nhà phố vân vân. Và mỗi loại hình nhà ở như vậy thì mang đến cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau. Và việc sống trong một căn nhà phố và một căn hộ chung cư khác nhau thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chủ nhân căn hộ này đã từng sống trong một ngôi nhà phố khang trang và tiện nghi, nhưng giờ thì họ khá hài lòng với căn hộ mới của mình. Căn hộ rộng 128m², tọa lạc trên tầng 15, khu chung cư Phú Hoàng Anh, quận 7. Với họ, khi dọn vào sống trong chung cư, bên cạnh việc khai thác những tiện ích sẵn có của chung cư như hồ bơi, khu vui chơi của trẻ em, thì dường như việc kết nối giữa các thành viên trong gia đình cũng thuận lợi hơn, bởi không còn bị sự phân chia các tầng như ở nhà phố. Nhưng để có được điều ấy, căn hộ này đã trải qua một đợt cải tạo khá triệt để. Thưa quý vị, hiện tại thì Minh Nhật đang ngồi cùng với kiến trúc sư Bảo Huy Cường. Anh là kiến trúc sư thiết kế không gian này và cũng chính là chủ của ngôi nhà này. Anh có thể chia sẻ cái sự khác biệt khi mà chuyển từ một căn nhà phố đến một căn hộ chung cư thế này không ạ? Nhà phố và chung cư thì nói chung là nó cũng có những cái nét giống nhau. Về nó cũng có những không gian như là phòng khách, bếp ăn, khu phụ trợ như vệ sinh, kho. Thì hai cái này nó đều tương đồng với nhau. Nhưng mà đối với căn nhà phố thì nó phân bố theo trục đứng. Còn riêng về chung cư thì nó được phân bố trên một sàn. Mình lại thích cái căn hộ chung cư ở điểm đấy. Tại vì với cách phân bố như vậy thì các không gian nó được liên kết với nhau khá là chặt chẽ, tạo cho những người sinh hoạt trong gia đình đó có một cái liên kết không gian chung rất là thuận tiện. Nó không có bị ngăn cách bởi những cái trục cầu thang đứng như trong nhà phố. Ngoài ra về phần chung cư thì mình lại có những cái không gian như là vui chơi cho trẻ, không gian hồ bơi và không gian sinh hoạt cộng đồng. Nó cũng rất là thuận tiện cho người sử dụng. Nó cũng khá an ninh khi mà mình có nhu cầu du lịch đi xa thì mình cũng yên tâm về căn hộ của mình. Và đặc biệt hàng ngày từ sáng cho tới tối mình có được thưởng thức cái view nhìn rất là đẹp từ cái căn hộ chung cư. Khi mà mua một căn hộ chung cư thì nhiều người thường cải tạo lại nó cho phù hợp với nhu cầu sống của mình. Trong trường hợp của anh thì sao ạ? Thì đây là cái căn hộ hoàn thiện, 3 phòng ngủ và 3 toilet. Các không gian thì nó không được như mong muốn như mình lắm, thì mình về mình cải tạo lại. Đầu tiên là cái phần mà vị trí toilet bố trí cũ nó không phù hợp, mình phá ra và tạo được cái không gian là khách bếp ăn nó liên thông rộng. Khu bếp lúc đầu là bên căn hộ mẫu đó là khu không gian bếp đóng kín lại cũng không thoáng cho mình. Mình phá ra và mình sẽ xử lý lại nó để cho tạo không gian rộng. Và không gian phòng làm việc thì lúc đó là phòng ngủ phụ thứ ba trong 3 phòng ngủ đấy, thì mình kết hợp mảng kính lớn mình đặt vào vị trí đấy để mình làm một cái không gian làm việc mở, và nó cũng tạo sự thông thoáng luôn cho toàn căn hộ của mình. Chồng làm kiến trúc sư và vợ làm thiết kế nội thất, mọi chuyện đối với họ khá dễ, vấn đề chỉ là thời gian. Khi nhận căn hộ, họ chỉ còn khoảng 2 tuần để thay đổi mọi thứ cho kịp dọn vào ở trước Tết. Vậy nên việc xác lập ý tưởng bố trí không gian cũng như bài trí nội thất và thi công diễn ra đồng thời. Họ làm theo tinh thần Donny sửa giày, tức là chỉnh sửa căn hộ theo nhu cầu sống thực tế của gia đình mình. Sự thay đổi cũng đem lại luồng sinh khí mới cho căn hộ. Mọi không gian trở nên thoáng mở, ánh sáng tự nhiên chan hòa. Khu vực bếp trước đây khá tù túng, bây giờ liên thông với bàn ăn và gian bếp. Quầy bar được thêm vào. Đặc biệt, gian bếp có được tầm nhìn gián tiếp ra cảnh quan bên ngoài thông qua không gian của phòng làm việc, nhờ giải pháp vách kính được vận dụng thay cho mảng tường gạch trước đây. Các ngóc ngách trong căn hộ được xử lý để không có những không gian thừa, những góc chết. Đối với nhiều người trẻ hiện nay thì cái việc mà mua được một căn hộ chung cư đã rất là cố gắng rồi, cho nên cái kinh phí dành cho việc cải tạo thì nó cũng khá hạn hẹp. Vậy anh là một kiến trúc sư, cũng là một người có kinh nghiệm rồi, thì anh có điều gì chia sẻ với họ không ạ? Đầu tiên là căn hộ phải là thông thoáng,
phòng ốc chức năng nó có phù hợp với mình chưa. Nếu mà vẫn chưa thấy phù hợp với mình thì mình nên sửa chữa và mình nên tận dụng lại những cái nào mà hiện có trong căn hộ đó. Ví dụ như là bếp và vách kính, thiết bị vệ sinh mà có sẵn. Từ đó mình đưa vào là lại cái không gian mới mình để cho nó phù hợp và nó đỡ tốn kém chi phí hơn trong việc sửa chữa đó. Ngoài ra mình vẫn tận dụng lại những cái thiết bị vật dụng cũ của mình đã có. Ví dụ như là đồ nội thất mình có thể mình sử dụng lại nấy mà mình cho lại nó vào một không gian mới và thay đổi nó bằng cách là cho nó màu sắc khác, nó phù hợp với không gian đó thì mình sẽ cũng tiết kiệm được một cái số chi phí đáng kể. Tận dụng tối đa những gì còn có thể sử dụng theo tiêu chí tiết kiệm trên tinh thần phù hợp với phong cách nội thất mà mình mong muốn là điều mà vợ chồng chủ nhân căn hộ này đã làm. Họ chỉ chỉnh sửa, thay mới những vật liệu chi phối đến hiệu quả thẩm mỹ của căn hộ như sàn, trần. Bản gạch thô đưa vào làm điểm nhấn cho không gian phòng khách cũng như quầy bar và gian bếp. Chúng khá tương thích với sắc uống của sofa phòng khách, ghế bàn ăn. Quan sát căn hộ, có thể nhận ra sự trẻ trung, sinh động thông qua cách họ lựa chọn đồ đạc và vận dụng màu sắc. Những chiếc ghế sát uống được sơn nhiều màu khác nhau, vải bọc nệm và gối đa sắc. Phòng ngủ master với màu vàng tươi tắn, phòng trẻ em sinh động với ra giường có hai màu phân biệt. Tất cả cho thấy chủ nhân đã rất chăm chút cho không gian sống của mình. Xin cảm ơn kiến trúc sư Bảo Huy Cường đã dành thời gian để chia sẻ cũng như là cho Mỹ Nhật tham quan cái không gian sống của anh. Thưa quý vị, khi mà ngồi trong căn hộ chung cư này thì Mỹ Nhật đặc biệt thích cái hướng nhìn của căn hộ, đó là chúng ta có thể quan sát thấy một dòng sông nhỏ lượn quanh rất là thơ mộng cùng với cảnh quan tuyệt đẹp của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Điều này thì khi sống trong nhà phố chúng ta rất khó để có được cảm giác này. Và với chuyên môn của mình thì chủ nhân của ngôi nhà đã biến một căn hộ chung cư bình thường thành một không gian sống ấm cúng và tiện nghi để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đây cũng chính là cách mà chúng ta có thể tham khảo được cho không gian sống của mình.